Hello, xin chào quý vị khán giả. Chúng ta lại tiếp tục quay trở lại trong series Món ngon ngày hè dành cho bé. Trước mặt của mọi người, đây là một trong những nguyên liệu mà trẻ em rất là yêu thích khi được sử dụng ăn trực tiếp và quét vào bánh mì. Và ngày hôm nay, Long sẽ cho chúng ta thêm nhiều ý tưởng hơn bằng cách là thực hiện nó vào trong một món bánh. Đó chính là món bánh Nutella nướng trong lò vi sóng. Để thực hiện món ăn này, chúng ta hãy cùng nhau đến với các bước để thực hiện. Vậy là Long đã hoàn thành xong 3 ly bánh. Như mọi người thấy, 3 ly bánh này được nướng ở 3 thời gian khác nhau, 1 phút 20 giây và 1 phút 30 giây để nó cho ra cái thành phẩm ở cái độ cao khác nhau. Khi mà chúng ta thực hiện lại tại gia đình của mình, mọi người có thể thay thế phần nhân Nutella này bằng bơ đậu phộng hoặc là có thể cho mứt vào ở chính giữa. Hy vọng là qua cái sự hướng dẫn của Long, mọi người sẽ có những giây phút thật tuyệt vời cùng với lại con của mình trong những tháng ngày hè này.